Ok, tôi sẽ hướng dẫn các bạn bài tập thêm, xóa, sửa sinh viên vào lớp học. Nhưng bây giờ ta làm là thêm, xóa, sửa vào release, chứ ta không có, chưa có làm về cái cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu sẽ được cập nhật vào bài sau. Đầu tiên các bạn phải xem thiết kế, ở đây là hai cái class, hai cái đối tượng các bạn sẽ được lưu trữ ở trong cơ sở dữ liệu. Đó là lớp học và sinh viên, và lớp học liên kết với sinh viên là liên kết một nhiều, một lớp học có nhiều sinh viên. Sau này làm đến sinh viên các bạn sẽ làm cái spinner chỗ này để lấy nó ra ở trong cái ứng dụng. Đúng không ạ? Thì bây giờ tôi sẽ trước tiên tôi sẽ làm cái lớp học trước. Lớp học trước tôi chỉ lưu trữ là mã lớp và tên lớp. Đây, các bạn vào, các bạn tạo tôi một project. New, một project Android. Ok. Sinh viên, student, management. Cái này các bạn chọn cho tôi phiên bản 4. Next. Ok, rồi đây nó sẽ tạo các bạn cái layout. Thì trước tiên tôi sẽ làm cái list view để đổ dữ liệu lên list view. Đổ dữ liệu lên list view. Ok, các bạn vào layout composite. List view thì nó nằm ở đây. Cái phiên bản này nó bị lỗi. Hy vọng các phiên bản sau nó cập nhật. Ok. List view. Tôi sẽ đổ dữ liệu vào list view. Ok. Thì cách đổ dữ liệu như sau. Các bạn vào main activity. Chỗ này các bạn tạo nó. Đây, để lấy list view ra. List view. Ok. List view. Rồi, ở đây các bạn khởi tạo nó. List view, lấy ID của nó. Bằng list view. Find view ID. R. Tên list view. Đấy, cái tên list view này nè, nó nằm ở đây. List view ID. ID ha, ID. Bây giờ để đổ dữ liệu thì tôi làm một cái array list. Một cái array list. Ok. Array list. Thì ở đây tôi sẽ để là các bạn lưu ý tôi đang làm trên cái đối tượng lớp học. Cho nên tôi sẽ, ở đây tôi sẽ tạo một cái đối tượng là lớp học, tạo một class lớp học. Cái lớp này thường thường ta gọi là lớp cơ sở. Thì khi các bạn thiết kế cơ sở dữ liệu, xong đấy các bạn tạo một cái project, thì tạo cái chương trình mà cập nhật thêm, xóa, sửa, thì các bạn phải tạo các cái lớp cơ sở này, vì lớp lớp học, lớp sinh viên. Cái lớp cơ sở này nếu trong mô hình MVC nó sẽ gọi là cái module. Module ha. Cái lớp, trong lớp cơ sở này nó sẽ chứa hai, ít nhất là nó chứa hai cái thuộc tính là mã lớp và tên lớp, và các constructor để tương tác, để giao tác với nó ha. Cái này tôi sẽ tạo một cái lớp là sinh viên. Các bạn nên tạo riêng ra ha các bạn. Ok. Class sinh, lớp học, xin lỗi, lớp học. Ok. Trong cái lớp học này tôi có cái biến đầu tiên là cái này mã lớp, tôi để là kiểu integer và string tên lớp. Okay. Và constructor, tùy các bạn có thể tạo constructor có đối số hoặc là constructor không có đối số. Cái này là constructor có đối số và đây là constructor không có đối số ha. Ok. Public
các bạn thêm đối số vào cho nó là enter mã string tên tiếp chấm mã lớp mã tiếp chấm. Ok, ta tạo hai cái lớp này để mình dễ làm việc. Còn chỗ này các bạn có thể để là cái gì đấy, tiếp chấm khởi tạo giá trị ban đầu của nó, kiểu in các bạn khởi tạo là không, kiểu string các bạn khởi tạo là dấu trắng để các nó không bị null. Ok, đây là hai constructor này. Okay, thì ở bên này chúng ta sẽ, bên này tôi sẽ lấy cái lớp là lớp. Okay, ta khởi tạo cái đối tượng ArrayList, ArrayList bằng new ArrayList. Ok, đây, nhớ phải khởi tạo nó ha. Bây giờ ArrayList ta ép thêm một vài đối tượng, ta view nó ra ha. ArrayList add a new lớp học. Cái này tôi sẽ lấy tạo nó ra. Một ví như là PT PT 11202. Ok, PT 113. Ok, lấy đi vài cái ha. 1, 2. Đây, 3. Ok, tạo list xong, bây giờ ta phải đổ nó lên list view. Ta dùng adapter. Thì bởi vì cái này nó hơi phức tạp, cho nên là ta phải dùng cái adapter. Ta phải tạo riêng adapter của mình cho dễ xử lý. Ta phải tạo riêng adapter ha. Đấy, thì có nhiều cách để tạo adapter. Các bạn có thể kế thừa cái array adapter hay là base adapter. Thì ta tạo riêng cái adapter cho nó. Các bạn tạo một cái class là adapter lớp học. Ok, lớp học. Thì adapter lớp học này tôi sẽ kế thừa extend cái base adapter. Base adapter. Ok, trong cái widget, widget base adapter, ta implement tất cả những cái method của nó. Cái này là bắt buộc, bắt buộc phải implement. Ok, thì trong adapter nó có implement thì có mấy cái các bạn phải lưu ý. Khi get count là trả về cái số phần tử của adapter, các item trả về cái phần tử adapter với cái vị trí position. Get item ID lấy ra ID nhưng mà tại position vị trí nào. Thì cái adapter nó đánh chỉ số, vị trí nó vẫn đang đánh chỉ số từ 0 đến trường 1. Đấy. Và cái quan trọng nhất là cái get view này. Ok, cái get view là cái để lấy ra cái adapter đấy. À, nó nằm ở trong cái method là get view. Đấy, chúng ta phải kế thừa tất cả những cái method này. Ok, rồi tiếp tục ha. Thì trong get count này nè, thì ta sẽ trả về cái danh sách cái số lượng phần tử của adapter. Vậy bây giờ ta sẽ làm việc với cái constructor của adapter ha. Public, khi khởi tạo adapter, public adapter lớp học, thì các bạn truyền cho cô cái này, nó phải kế thừa cái base adapter này, được chưa? Và ngoài ra nó có truyền vào đối số, đó là thứ nhất là context, context c. Context này là cái môi trường làm việc ha. Đó, cái môi trường làm việc. Thì khi gọi môi trường nào ta sẽ truyền vào môi trường đó. À, thì ta sẽ có là đầu tiên ta phải khởi tạo một context. Context của cái adapter này. Thì ta sẽ có là this.ct sẽ bằng set. Cái thứ hai là ta phải truyền vô một cái ArrayList. 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 Okay. Cái này là cái lớp học. Đấy.
truyền vào cái Aurelius. Và ở đây Aurelius này ta được truyền vào thông qua cái adapter lớp học này, ta để là Aurelius. Aurelius list ha, thì ta sẽ có là Aurelius. Rồi cái get count này nó sẽ return cái mã cái kích thước của array list. À thì các bạn lưu ý là nếu như các bạn dùng array mảng thì nó sẽ trả về length, còn nếu các bạn dùng array list nó sẽ trả về cái size, array and size. Ok đấy, còn hai cái này ta tạm thời ta để đây chưa dùng tới, ta cứ để đây đã ha. Đấy rồi, tiếp tục bây giờ ta đến cái phần get view. Get view này nè, nó sẽ chính là cái lúc mà mình trả về cái view ha. Adapter các bạn vào cái đây, các bạn vào đây các bạn sẽ thấy ha. Đây mỗi cái này nó là một cái view, list view mà, thì mỗi cái này là một cái view. Thì chính cái method get view này nè, nó sẽ trả dữ liệu vào mỗi cái view này. Mỗi lần get view nó sẽ ra đây, get view nó sẽ trả dữ liệu lên đây. Đó, nó sẽ lọc, nó sẽ trả dữ liệu lên đây. Ok, và cái lớp get view này cực kỳ quan trọng. Nó có ba đồ số, đọt ba tham số ở đây, nó là position, convert view và parent, thằng cha của nó. Ok, thì bây giờ ta sẽ cái view của ta hơi khác một chút, bởi vì cái view của ta là có hai tham số lần, cho nên là ta phải tạo một cái class con để ta chứa hai cái biến này của ta, đó là biến lớp học, mã lớp và tên lớp. Cho nên tôi sẽ tạo ở đây ha, tôi sẽ tạo đây một cái lớp, tạo ngoài cũng được nhưng mà ta tạo trong cái này. Đấy, public class cái này là ví dụ ta view one cell. Ok đấy, thì trong cái view one cell này nè, thì tôi sẽ để chỉ để hai cái đối tượng đó thôi, hai biến, đó là integer, cái đấy là mã, và string tên, mã lớp và tên lớp. Đấy, tôi chỉ tạo mỗi cái này thôi. Ok, sau này mình sẽ lấy cái này, mình sẽ đổ vào đây, đổ vào view. Ok, chờ xíu ha. Đây thì các bạn khi return lưu ý nhé, return sẽ return cái convert view này ha. Ok, bây giờ ta sẽ đổ dữ liệu lên convert view ha. Đầu tiên ta sẽ tạo một cái on cell view on cell, để tạo một cái cell. Ok đấy, cell, một cái cell ha. Và cái thứ hai nữa, cái cell này nó chứa cái gì? Nó chứa một cái layout, nó chứa hai cái thằng này, nó chứa hai cái thằng này, bởi vì ta phải tạo nó cái layout. Ok, cô sẽ tạo một cái layout cho nó. Tôi sẽ tạo một cái layout new other layout ha. Ok, cái này là one cell. Ok đấy, tạo cái layout one cell. Okay. Trong cái one cell này thì tôi chỉ có hai cái text view, tạm thời tôi để hai cái text view ra đây. Ok, hai cái text view. Đấy, text view chưa, đây à. Thì ở đây ta sẽ có là layout inflator. Ok, inflator bằng activity, c là cái context, ct là context này, get
get in later. Đúng không? Get in, get later, get, don't get in later. Có sự kiện để con xong ra CT in later nè. CT là context đúng rồi, activity context chấm kỳ hàng get later đâu. Ủa xong ra kỳ chấm get layout in later in later. Ok, lỗi ở đâu? Active cannot be resolved time. Key context, context layout in later. Lỗi gì đây? Kỳ cục ha. Chờ tí tôi đi giải cái đã. Coi đi giải cái đã. Tiếp tục nha các bạn. Cái ok, cái sale bán bằng new new on sale ha. Cái này nó phải tạo constructor cho nó ha. Ok, giờ ta sẽ có cái convert view. Con vượt view, con vượt view đổ cái layout vào con vượt view này ha các bạn. Con vượt view sẽ bằng info.inflator. Ok, inflate đưa vào cái layout của ta. Layout.onsale này ha. Rồi. Ok, bây giờ ta sẽ lấy cái thằng này. Mã view mã này đúng không? Đây. Sale.mã. Đây thì bằng ok. Đó là text view ha. Text view. Convert view get text cái check view vào ha. Ok, cái này chưa cả. Tham chưa rồi, nè này đúng không? Con review file view by đi trước r.id chấm tại vì con vật view đã lấy inflator layer này vào cho nên ta lấy được cái thằng text view. Ok, text view app kiểu xong thành text view. Thank you.
cơm. Cái hàng này là xin lỗi, cái hàng này để tách view, tách view, tách view, thăng tách view, chuyển chuyển nó thành tách view. Ok rồi, tương tự này đây, đây là text thứ hai. Sau đó cái set text cho nó cell chấm mã chấm set text cho ha. Set text thì ta lấy cái array này, ta lấy từng cái phần tử của nó, array chấm lấy position, lấy theo cái position ở trên ha, chấm mã lớp. Vì nó kiểu in nên chuyển sang text, các bạn phải cộng thêm text này chắc ăn ha. Cell chấm tên chấm set text, set text này là array chấm get position, ok chấm tên lớp. Ok sau đấy ta return con view này. Ok, bây giờ chạy thử nhé. Adapter lớp học, còn lỗi ở đâu không? Take view 2. Ok, rồi chạy thử ha các bạn. Run. Đổi dữ liệu ra chưa? À, nó chưa đổ ra adapter. cái này ta sử dụng cái adapter lớp học. Lớp học. Ok. Adapter. Bằng name adapter. Ta đưa vào cái context name activity. Còn cái kia là ta đưa vào cái array list. Ok. Đấy, và ta set adapter cho thằng list view. Okay. List view. Set adapter. List view. Adapter. Đưa vào cái adapter. Ok. Được chưa? Chờ thử ha. Ok, dữ liệu đã được đổ vào đây rồi. Được chưa? Leave view. Okay. Rồi. Thì ở đây có một cái vấn đề nữa. Có một vấn đề nữa là liên quan đến bộ nhớ. Chương trình ấy vẫn chạy bình thường. Chương trình thì nó vẫn chạy bình thường, nhưng có một vấn đề nó liên quan đến bộ nhớ như sau. Ở trong cái adapter này nè, nó chỉ có chỗ là tạo view, convert view này nè. Ha, mỗi lần mà tạo một con view, một view thì nó sẽ cấp phát một ô nhớ, cấp phát một lần bộ nhớ. Nghĩa là ở đây cứ list view thì mỗi view này nó cấp phát một ô nhớ, thì khi nó đầy quá thì nó sẽ cấp phát liên tiếp như này, nó sẽ chiếm dụng bộ nhớ. Thì có một kỹ thuật như sau, tức là các bạn chỉ cấp phát ô nhớ một lần thôi cho cái con view này thôi, thì view này cấp phát ô nhớ một lần, lần sau dùng lại người ta dùng lại đúng cái ô nhớ đấy để cấp để làm tiếp, ta không cấp phát tiếp nữa. Thì kỹ thuật này hơi khó hiểu một chút, nhưng mà sẽ làm cho các bạn không bị tốn bộ nhớ. Thì bây giờ ta cần phải kiểm tra xem convert view này nó đã được khởi tạo chưa.
người ta sẽ kiểm tra if. Nếu nó chưa khởi tạo thì ta sẽ khởi tạo convert view. Này mà ta kiểm tra nó còn bấm null, nghĩa là nó chưa được cấp phát bộ nhớ, thì ta sẽ cấp phát bộ nhớ. Đấy, cái này thì sẽ là ta vừa làm ta vừa nói nó có tự nhiên. Ây da, ta phát bổ nhớ cho cái này. Ok, cái chỗ này phải xét tạp cho nó. Còn nếu như mà nó đã phát bổ nhớ rồi thì ta sẽ sử dụng lại. Ok, được chưa? Ok, thì chỗ này ta sẽ có là cái convert view. Convert view chấm set tag. Set tag vào cell. Lần sau thì cái chỗ này, cái cell này mình sẽ lấy lại cái bộ nhớ của convert view này mà không phải khởi tạo bộ nhớ lần nữa. Cái đấy là cái cell. Ok, bằng view run cell. Cái này là get tag convert view chấm get tag, tức là ta lấy lại cái bộ nhớ của convert view này. Ok, chỉ đơn giản vậy thôi. Chạy lại nó chạy bình thường, nhưng mà cái bộ nhớ nó sẽ cấp phát một lần, không cấp phát nhiều lần. Bộ nhớ nó sẽ cấp phát một lần. Ok, rồi bây giờ ta sẽ làm cái thao tác thêm chỗ này. Thêm click chuột chỗ này để thêm insert dữ liệu. Okay, thì chỗ này ở trong cái menu các bạn sẽ thay đổi. Ok, ID này các bạn để nó làm nó sẽ sửa đây. Khi click chuột thêm, người ta sẽ tạo thêm mới thì ta chỉ có tạo hai cái trường này thôi. Rồi ta sẽ tạo một cái layout new xml. Okay, này là thêm, có thể các bạn tạo lên activity thêm, tạo lên activity thêm activity new other activity. Thêm activity. Thêm activity thêm là cái này. Dạ. Finish. Ok, rồi ta cho hai cái edit text và một cái tất tình. Okay, đổi nó thành là thêm. Ok, rồi thì ở đây ta sẽ
trong cái main activity này ở chỗ này, ta sẽ tạo một cái intake thêm. Ok, intake bằng new intake. Ok, context của nó là main activity this class là thêm activity trong class và start activity và ta dùng cái for reason. Nếu các bạn mà thêm một cái chuyên nó một cái intent mà một đi không trở lại thì các bạn dùng cái start activity thôi. Còn nếu các bạn muốn trả lại cái dữ liệu để các bạn thao tác thì các bạn dùng activity for the result. Này là ta để cái mã 99 đi. Ok, rồi ta test thử ha. Click vào đây thêm chuẩn. Đây, mở ra thêm activity. Rồi bây giờ ta vấn đề là nhập liệu số, nhập dữ liệu. Và khi click thêm thì nó sẽ quay về cái list view. Dừng cái đó. Đấy. Insert. Bây giờ vào thêm activity tạo cái edit text. Okay. Rồi ID mã tên. Ok, mã là tên, mã text đi ha, để phân biệt text mã txt tên, t mã edit text file file by đi ha, chấm chấm edit text tên. Xong ta sẽ ném hai cái này vào cái thằng
lớp học. Truyền mã và tên vào, truyền mã và tên vào, và sau đấy nó sẽ gửi qua thằng kia, gửi qua cái thằng anh trai anh kia. Chờ. Thêm activity thì lớp học là bằng nhiêu lớp học ta khởi tầm in tầm intent đi new intent ta chuyển cái này sang put extra key là một lớp học value được đủ từng lớp học này. Extra intent extra gì xin lớp học là cái đối tượng có vấn đề gì không? Extra ok đó à rồi có thể lỗi ở đây trong cái lớp học này ta chưa implement serialization serializable thế okay. Muốn đưa dữ liệu chuyển đổi dữ liệu đi chuyển dữ liệu đi thì cái này nó phải implement cái này quên ha ok set result present okay present okay này là cái e finish kết thúc okay. Rồi khi cái này gửi trả thì ở bên main activity các bạn phải nhận được nó main activity các bạn phải nhận nó nhận ở đây nhận ở cái phương thức là on activity result hey. Khi nhận cái intent thì nó phải là dùng cái phương thức này, cái phương thức override. Ok. Activity result. Ok. Ở bên này ta sẽ phải lấy ta phải kiểm tra xem cái mã code if
ta lấy cái mã code, đây là request code này, ta phải kiểm tra request code này. If request code mà bằng 999, tức là ta đặt nó, khi ta truyền tải ta đặt nó là cái 999, cho ta lấy đúng với cái ta truyền cho nó. And cái result code result, ok, đây bằng result, ok, thì ta bắt đầu ta mới thực hiện ha. Ta lấy cái này lớp lớp học, ta lấy lại cái đối tượng ha, lớp học bằng data chấm data chấm serializable extra, đưa vào cái đối tượng lớp học này ta truyền ha, cái string như nãy ta truyền, và dĩ nhiên phải ép kiểu nó lớp học. Ok, rồi ta sẽ ép cái lớp học này vào cái array list này. Array list, ta sẽ ép array list chấm ép, đưa vào cái đối tượng lớp học. Ok, và ta refresh lại cái adapter này, adapter này ta refresh lại adapter chấm cái adapter này, cái adapter lớp học mình phải khai báo nó là toàn cục nhé, ta phải khai báo nó ở ngoài toàn cục. Ok, đây từ đây ta mới nhìn thấy được nó các bạn nhé. Adapter chấm, người ta mới notify rồi nha, set changes, refresh cái này xong rồi ta thử ha, run. Thêm mới, thêm 1, 2, 3, bây giờ thêm cái 4, PT 9 1 0 9 9 0 1 2 1 chẳng hạn như thế. Thêm, đấy là thêm đây các bạn ha. Rồi bây giờ sửa và xóa. Để sửa và xóa thì ta dùng cái menu context, context menu. Để tạo context menu thì ta sẽ tạo cái menu ở đây. New. Ta tạo một cái menu. Ok. Mình ta tạo một cái XML file đi ha. Đây sẽ là menu lớp học. Lớp học. Menu context menu, context menu. Ok, đây. Ok, tạo cái menu ở đây. Để dễ thì các bạn copy đằng này vào, dễ ha. Ok, cái này là sửa. Đấy, cái này sẽ là để là sửa. Thêm một cái nữa sẽ là xóa. Sẽ là xóa. Ok, người ta
ta được cái contact menu ID tên. Ok. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ add contact menu vào cái list. Add contact menu vào cái list này. Và lấy cái add contact menu này. Thì để add contact menu, người ta chọn cái phương thức là create contact menu. Còn cái giờ này luôn đi. Okay. On create contact menu. Ok. Đấy, thì ta lấy cái layout đi vào. Ta sẽ dùng là cái get menu. Menu inflator. Chấm inflator. Đưa vào cái menu thì r chấm menu chấm cái context menu. Ok. Này các bạn để là menu. Chạy context menu. Layout. Tuy nhiên ở đây các bạn phải register đăng ký. Đăng ký cái menu này cho cái thằng register thằng context menu. For context menu ta dùng cho cái list này. Ok. Rồi, ta thử ha. Đây. Đây, sửa. Xóa, ok. Rồi, đăng ký xong. Bây giờ ta sẽ tạo cái activity để làm sửa xóa. Thì trước tiên là ta sẽ phải dùng cái context selector này. Ta sẽ phải dùng cái công thức là on context item selection. On context item selected ha. Đấy. Thì ở đây ta sẽ lấy được, quan trọng ta phải lấy được thứ nhất đó là item ha. Cái item này thì ta lấy được cái ID của nó. Ok. Thứ hai nữa là ta khi select ta apply vào cái list view thì mỗi lần ta đưa chuột vào thì ta sẽ lấy được index cái list view. Index cái list view. Ok. Đây ta sẽ đặt cái info ha, adapter context menu info. Đấy, info của context menu. Info sẽ bằng adapter context menu info của cái item. Chấm get menu info. Đấy, thông tin của nó. Đây, nó sẽ trả về cái index. Inter index gắn bằng info chấm cái position. Position nó sẽ trả về cái vị trí. Cái này index trả về vị trí của cái index của cái list view. List view. Okay. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra cái ID. Switch cái dùng switch. Cái item chấm cái get item ID. Nếu cái này mà bằng error chấm ID chấm cái sửa ha. Thì tôi sẽ làm cái gì đó break. Còn case r.id xóa thì tôi sẽ làm cái gì đó. Ok. Rồi giờ các bạn muốn hiển thị cái gì ra đây các bạn hiển thị ha. Ok.
Bây giờ trước tiên là tôi sẽ tạo liên quan đến xóa. Xóa thì rất là dễ đúng không? Đây, xóa. Xóa thì ta sẽ làm trước, tại vì xóa nó dễ hơn. Xóa ta chỉ cần remove thôi, danh sách chấm remove. Cái vị trí đó, index. Đấy. Sau đó ta refresh nó lại. Array, ta lấy đúng cái array list. Xong ta thử refresh lại cái list field ở cái adapter đúng không? Adapter chấm notify data set. Ok, ta test cái xóa ha. Rồi bây giờ ta sẽ sang làm đến sửa. Thì bây giờ trước tiên là phải tạo một cái activity của sửa. Thì đã activity của sửa và activity của thêm nó giống nhau. Thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái activity của cái thêm này làm chung một cái. Và tuy nhiên nó hơi phức tạp một tí. Thì bây giờ ta tạm thời ta cứ làm riêng ra cho nó dễ. Name một cái activity. Đây, next. Này ta là sửa activity. Sửa activity. Đây, layout là sửa luôn. Ok, next. Finish. Trong cái layout này ta cũng thêm y như là cái thêm thôi. Sửa layout. Okay. Ta sẽ có text view. Một text view, hai text view. À, cái ID sẽ không sửa. Không sửa ID cho nên chỗ này các bạn có thể là để cái text view. À, cái này để ID. Còn chỗ này ta sẽ để cái edit text. Chỗ này ta để cái button. Ok. Đấy, cái này là sửa. Sửa. Dạ. Rồi. Thì ở trong cái activity sửa ta sẽ phải làm việc như sau. Thì đầu tiên ở trên cái thằng main activity thì ta ở bên này thì ta sẽ phải truyền tạo ra một cái intent. New intent. Cái này làm context main. Còn sửa thì class. Okay. Ta sẽ có truyền. Khi sửa ta phải truyền cái index. Đồng thời ta phải truyền được cái lớp, cái đối tượng ta muốn sửa. Y chấm put extra. Extra ta truyền luôn cả lớp. Cái này là lớp học. Cái value là ta lấy đúng cái danh sách sinh viên lớp ta lấy. Ta click chuột. Ta click chuột để lấy nó ra. Ta lấy cái array list chấm get lấy đúng một cái index. Index. Ok. Đấy. Ta truyền luôn cái index vào. Yes.